xin chào tất cả bạn nhá, mình là Sôm đây. Thì các bạn ơi, hôm nay mình ra video mọi người xem thì hay nhiều hôm nay đăng ký hộ mình nhá. Thì hôm nay các bạn ạ, có mấy em mình ở đây nhá. À, nên nhà mình chơi thì mình thử thách mấy anh em mình làm diều bằng giấy các bạn nhá, làm diều bằng giấy các bạn ạ. Thì cũng có em bình luận bảo anh Sôm ơi làm diều bằng giấy nhá. Nhưng mà mình hôm nay mình sẽ không làm, nhưng mình để thử thách cho mấy em mình làm, nếu mà ai làm được thì mình chiến thắng. Mà diều giấy mà đẹp mà lên cao thì mình sẽ tặng cho chiếc sáo này nha các bạn nha. Chiếc sáo tuy xấu nhưng mà có ý nghĩa các bạn nha. Đây là mấy thằng em mình đây các bạn ạ. Chào bạn nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Đấy thì bắt đầu anh em mình sẽ thử thách mấy anh em mình làm nhá. Bắt mọi người cùng theo dõi tiếp video của mình nhá. Liệu có làm có lên không? Lên à? Được nha các bạn này. Mình chỉ sợ nó quay trong chóng thôi các bạn ạ. Đấy mình quay trong chóng thì có giải khuyến khích quay trong chóng các bạn nhá. Đấy thì bắt đầu làm nha các bạn nha. Thôi mấy em làm đi. Nào bắt đầu. Đấy các bạn ơi, rất chi là đông vui các bạn ạ. Nó không biết là ai được giành được chiếc sáo các bạn ạ. Đây các bạn nhá. Đó. Đây là tên ta rất chậm trãi các bạn nhá. Đây, thì anh đây là Hoàng Văn Thi các bạn nhá. Anh ta đã lên được hình dáng diều các bạn ạ, rất chi là nhanh. Đấy anh ta buộc khung các bạn nhá. Ai là độc dán mà dính là xong rồi à. Diều này liệu có lên được không em? Lên anh ơi. Nên các bạn ạ. Đấy, nhưng mà không biết là nên ngọn cỏ hay nên ngọn cây chuối đây các bạn ơi. Đấy, anh ta làm rất chi là nhanh nhất đội các bạn ạ. Đó, đây có một chiếc diều nữa rất chi là đặc biệt. Mình cũng chưa nhìn bao giờ bạn nhá. Nói chung là rất chi là hiếm có. Đấy. Đây các bạn ơi. Mỗi quá trình làm diễn ra rất chi là nhanh các bạn nhá. Đó. Chưa đầy 10 phút đã làm xong một con diều như này để chơi rồi các bạn ạ. Đó. Còn tan diều đặc biệt thôi các bạn ơi. Đấy. Đấy các bạn ơi, chắc là nên. Từ chắc thôi, nó cũng như từ chắc chắn nhưng mà nó lại là từ chắc không nên các bạn ạ. Từ chắc chắn cũng là chắc chắn lên, còn đây là từ chắc cũng được một phần nữa các bạn ơi. Đây một em trai đã làm xong con diều các bạn nhá. Đấy em này có khi giành giải làm diều nhanh nhất các bạn nhá. Đó, khá là nhanh. Đấy các bạn ơi. Đấy khá là nhanh các bạn ơi, không biết còn lên được không. Đó. Không biết còn lên hay không các bạn nhá. Đấy, 6 người làm thì 1 người xong rồi các bạn ạ. Đấy, 2 người xong các bạn ơi. Tuy bé nhưng mà nhanh hơn những anh to nhá. Đấy, 3 người xong các bạn ạ. Đấy, 3 người xong. Đó đi các bạn ơi. Chưa? Chuẩn bị có gió rồi. Đấy bạn ơi. Đây bạn nhá. Đấy bạn ơi. Ta buộc nèo chỗ này các bạn nhá. Chỉ cần một nèo thôi các bạn ạ. Một nèo thôi. Đấy bạn ơi. Nên căng đét. Nên căng đét các bạn nhá. 3 người xong rồi các bạn ạ. Còn 3 người nữa các bạn ơi. Đây con diều đặc biệt này cũng phải buộc nèo như buộc diều thường các bạn ạ. Đây. Buông nèo phải gập đôi dây chỉ vào không người đất ngay. Mọi người được thử không ấy? Được thử không ấy? Thử thoải mái. Tí thử sau nhưng mà tí quay thử các bạn nhá. Về qua đây. 3 người xong rồi các bạn ạ. Còn là 3 người nữa. Đó. 4 người xong. Mập là người xong thứ tư. Quan trọng là còn lên hay không các bạn ạ. Cao hay không. Đây lắp trên trang bị cái này. Quả này có bút nữa này.
Đây còn hai người nữa thôi là xong rồi các bạn ạ. Tuyên bố chiều em đỗ đêm không anh nhỉ? Ạ. Ngại ạ. Mấy cái chai. Mấy chai ông trong bên nhà bên ấy. Đấy các bạn nhá, diều giấy các bạn nhá, còn hai người nữa xong các bạn ạ. Ôi, nhặt đi. Nhặt đi. Nấu ai? Xem ông đâu? Mất rồi. Rồi để lấy cuốn vào cái chai cho nhanh. Với dặn diều tao. Cuốn vào cái chai cho nhanh. Đây phải xét cả đồ. Nhặt đi, sao không biết cuốn vào cái chai cho nhanh. Đẩy chai ông nhà đi. Rồi đây vào lấy cái chai ông cuốn mỗi đường một đoạn. Thì cuốn cái này cắt cuốn gì một chặt. Chắc là lên. Đây bạn ơi. Gần xong không ạ? Xong rồi. Xong rồi bạn ơi. Thế là 6 con diều đều xong rồi nhá. Đấy 6 con diều đều xong. Em đã làm diều xong rồi bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng con diều cho các bạn xem. Đấy các bạn ơi. Số dây không một. Mập. Đấy các bạn nhá. Giữa đây cho các bạn xem. Đó giữa đây. Mập các bạn nhá. Số dây không hai. Đi. Các bạn nhá. Con đi các bạn ơi. Số 3-0-3, con này độc nhất các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, hùng nhá các bạn nhá. Diều khá độc các bạn ạ. Đó các bạn ơi, rất chất chơi. Đây số danh đuôi dài nhất. Có 4 nhất. Đấy các bạn, nhất các bạn nhá. Với rất kia chất chơi đuôi dài nhất các bạn ơi. Số danh 05 Tuấn các bạn nhá, cũng khá là chất các bạn ơi. Số danh nhỏ tuổi nhất Huy. Quang Huy các bạn ạ, cười rất thiệt tươi nhưng mà không biết con em không. Đấy thì bắt đầu. Nằm đưa. Đưa đi. Đấy thì bạn ơi. Giờ nha, mới là giây phút hồi hộp quan trọng. Mấy em có lên không? Lên! Lên các bạn ơi! Thì bắt đầu bây giờ mình sẽ bảo mấy em đâm cho các bạn xem nha. Nào, chuẩn bị nha. Đâm một phát là đâm hết cả 6 con nha. Em không có dây. Không có dây á? Ôi, chưa dây ý. Ôi, bơm ạ. Đấy, giờ không dây. Chỉ bị đâm vào dây. Một thằng mập thì nhiều dây quá mà. Thằng này nó tham. Nó tham, nó ăn nó cũng tham rồi. Giờ dây nó còn tham nữa các bạn ơi. Đấy các bạn xem nào, xem phản ánh nào nha. Con đang để giữa tay cho thêm mấy cái gì. Vậy từ từ nhá, các bạn đợi trong dây nữa các bạn nhá. Mình chuẩn bị đâm cho bạn xem nhá. Nào đây các bạn ơi, chuẩn bị nhá. Nào, được chưa, bắt đầu có gió chưa? Trên dưới em đỗ đêm luôn. Đấy đỗ đêm luôn rồi các bạn. Điều quang nhật là đỗ đêm luôn các bạn ơi. Nhật còi. Nếu có gió chưa nhỉ? Cần đâm hộ không? Ai cần đâm hộ không? Đây các bạn ạ, một thanh niên cần đâm hộ các bạn ạ. Mới rất chơi các bạn ơi. Quý đâm diều là 250. Ba đâu anh ơi. Lên rồi. Quay qua đây. Diều mập là nó rơi muộn nhất các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn chưa tính các bạn ạ. Đâm lại nó đợt này các bạn ơi. Tại vì nhiều con diều nó bị tuột băng keo nhá các bạn ơi. Thì bây giờ mình cho đâm lại một lần nữa các bạn nhá. Nói chung là không thiên vị ai cả. Nhưng mà vui các bạn ơi. Cả cả nếu mà diều mập nó rất nó vẫn lên thì nó vẫn cứ lên các bạn nhá. Căn bản ăn cắp được kinh nghiệm anh Sồm. Đấy các bạn ơi. Mập ăn cắp được kinh nghiệm anh Sồm nha các bạn nhá. Rất chi là chất chơi các bạn ạ. Ở gần anh Sồm khác các bạn ạ. Nào. Chưa đang. Thằng cu gầy ra dịch ra góc kia. Đâm kiểu thế thì. Nào. Đấy nha, mình ở đợt này mình quay đằng sau các bạn ạ. Ngăn dây này vào thả. Được chưa nào? Nào, 1, 2, 3, đi! Lên rồi các bạn ơi! Lên rồi! Lên rồi các bạn ơi! Xếp ai lên lâu nhất nha! Xếp ai lên lâu nhất nha! Xếp ai mà không đảo trước các bạn ơi!
con nha. Xếp ai xuống trước bạn ơi. Đấy bạn ơi. 4 con, một con dụng các bạn ơi. Một con dụng rồi, còn 3 con các bạn ơi. Nào lấy dây đưa cho Nhật, đưa đầu dây. Thế thôi, còn 3 con rồi nhá. Con Nhật. Đây con này, con em Nhật con nhá. Đây diều em Nhật lên khá cao con này. Mới là diều của mập cũng lên khá là cao. Đấy, em cảm nghĩ nào khi diều mình cũng lên cao. Đối thủ theo anh Sồn nhiều năm rồi, kinh nghiệm cũng ăn được ít của anh Sồn. Đấy à, các bạn cũng lấy cái giải nhất rồi. Lấy giải. Đấy bạn ơi, con diều này cũng lên được bạn nhá. Đấy, con diều đặc biệt này, em nó vừa đâm nút đấy, thua cuộc nhưng vẫn lên các bạn ơi. Đấy, thua cuộc nhưng mà em nó vẫn lên được các bạn ơi. Diều đặc biệt không? Đó các bạn ơi, con diều đặc biệt không? Đó, khá là đặc biệt các bạn ơi. Còn 3 con rồi nhá, còn tính 3 con rồi các bạn ơi. Nào. Đó. Nào, ai hỏi câu là Nhật khi cảm nghĩ nào khi đối thủ cũng lên mà của em cũng lên? Em là thật nhưng mà hai con này bứt. Đấy các bạn ơi. Đấy, con của em Nhật là lên khá cao, là cao nhất các bạn nha. Bạn ơi. Nào. Ê, bạn ơi, con Nhật lên cao nhất các bạn ơi. Đấy, còn 3 con nữa các bạn ơi. Đấy, còn 3 con. Đấy, cho anh hỏi phỏng vấn thi tí. Thì khi em thấy thế nào khi diều mình vẫn lên? Nó rất chất anh ạ. Rất chất các bạn. Đấy. Ít dây thôi anh ạ. Ít dây thôi nhưng mà rất chi là chất các bạn ơi. Mập mà. Mắc cúi mắc dây cho Nhật một ít à, cho cúi. Anh đi chiều em được cơ không? Đấy, còn đấy cao nhất con ơi. Đừng đùa đấy. Nhá, em bảo em đỗ đêm. Đấy, đỗ đêm các bạn ơi. Khá chất con ơi. Đó. Ôi, con diều kia đặc biệt vết nhỉ, con diều kia bạn ơi. Nhìn khá chất các bạn ơi. Con đấy đâm sau rồi, nên còn cất hơn các bạn ơi. Đó lại mắc vào đây nè. Nào, có em còn đòi dây kìa. Đấy, đòi dây các bạn ạ. Khá là cao các bạn ơi. Đấy. Đấy bạn ơi. Khá chất. Đấy nhá. Đấy bạn ơi. Đây. Vẫn chưa xuống các bạn ạ. Vẫn chưa xuống. Vẫn 3 con vẫn chưa xuống các bạn ơi. Là chắc cao đây nào. Chắc cao đây xem có ai được giải nhất nào con nhá. Đấy bạn ơi. À, Tuấn tra dây ra đưa cho Mập dây nữa nào. Đúng rồi. Đưa đây, đây đưa cho Thi trước ăn. Đưa cho Thi trước ăn. Thi dập. Đây bạn ơi. Khá là lên rồi các bạn ơi. Đấy, diều mập mà tra khá nhiều dây các bạn ạ. Rồi, được rồi, đỗ lại. Rồi các bạn, diều mập khá là cao vào đây. Đấy, con diều Thi này mình cũng phục em nó các bạn nhá, tại vì ngắn dây mà cũng rất chi là đỗ bạn nhá, không còn dài. Đấy, giờ em đâu cha. Nào, chuẩn bị các bạn ơi. Gió to con kia đảo như con đồng lọc các bạn ạ. Đấy các bạn ơi. Con kia con đảo ơi, à, ui, con diều của con Tuấn đúng là nó thèm gái các bạn nhá. Gây ơi. Gây ơi. Một con gây các bạn ơi. À, xem có ai đứng trước coi nào. Gây các bạn ơi. Con kia gây tụt khung rồi các bạn nhá. Con này của Quách Tuấn tôi khung vẫn chưa dụng nhưng mà chưa biết nào. Đấy bạn ơi. Bạn này. Cái diều của Quách Tuấn bị tụt khung bạn ạ. Cảm nghĩ nào khi em làm hơi ẩu. Buồn quá. Hơi buồn bạn ơi. Đấy bạn ơi, diều của Quách Tuấn tuột cung coi như là bị thua cuộc bạn ơi nhá. Còn 2 chiếc diều nữa các bạn ơi. Ôi tuột cung như diều em đã đổ đâu? Chưa đổ nhưng mà thấp. À ừ thì vẫn lên nhá, vẫn tính nhá bạn nhá. Bao giờ nó rụng xuống thì bắt đầu trừ bạn nhá. Đấy còn 2 con bạn ơi. Đây. Đây các bạn ơi. Cho mình sẽ hỏi xem em nhỏ đây à. Cho anh hỏi là ba em là thế con diều của ai nên cao nhất, đẹp nhất? Hả? Đâu diều ai nào? Ừ, em nói à? Ôi ngại à? Qua đây, thanh niên à? Đâu em trai à? Em thấy con diều ai nên ác nhất? Diều em thua.
rượu anh Thi nên ác nhất à các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, rượu anh Thi nên ác nhất các bạn ạ. Có khi à đâu Nhật đâu, có cho dây được không? Có cho dây được không? Trả dây đi. Cho dịch leo xuống à trời. Đây các bạn ơi, rượu Thi bây giờ đang hơn rượu Nhật các bạn nhá. Em nhỏ đang nói hơn rượu Nhật, nhưng mà Nhật xem nào, có trả dây thêm không? Đang không có dây anh ạ. Đang không có dây các bạn nhá. Mình sẽ đợi cho em Nhật cái dây nhá. Mập đâu ơi, từ từ ăn, để cho em cho Nhật trước ạ. Vẫn thiếu dây các bạn này. Nên xuống trên xem ai dụng trước các bạn nhá. Đây các bạn này. Chặt tiếp nhá. Dây đâu, dây tiếp đâu? Đức từ từ ăn. Con rồi Đức thua rồi, để cho có hai con kia. Rất tạ, rất tạ, rất tạ. Đây các bạn này, còn hai con các bạn nhá. Nên khá cao. Đây các bạn này. Khá cao. Đây em trai nối hộ anh ấy. Đấy đang phân thắng bại nhá. Đấy các bạn này. Một con của Thi với con của Nhật nó đang ngang tài ngang sức các bạn nhá. Đấy các bạn này. Rất chi chất các bạn này. Đó. Vẫn đang đòi dây nhá. Vẫn đang đòi dây các bạn ơi. Đâu con của Nhật. Con của Nhật như nòng nọc sắp tụt. Qua đây con của Nhật cũng như nòng nọc như của Tuấn này sắp sắp. À đây. Đây con này. Xa nhất mà từ các bạn này khá xa rồi, thôi được rồi, không ai dây đấy nhá. Thi có cho chặt em dây được không? Để xem Nhật thế nào đây. Đây các bạn này, xem con nào dụng trước các bạn nhá. Người cho ai chắc sắp dụng các bạn này. Nào một con, à chưa, vẫn cuối còn hai con nữa đang đảo các bạn nhá. Nào xem ai dụng trước các bạn đây. Cậu ơi, các bạn này xem con nào xuống trước con nhá. Đây các bạn ạ, có hai con đang hiện tại là đang lên các bạn nhá. Nói chung là diều của em Nhật vẫn đang là cao nhất vô địch các bạn ạ. Bây giờ lại diều em Nhật lại vô địch các bạn ơi. Em Thi có dám tra dây được không? Thôi à, nếu mà em thôi là em thua đấy. Nhật có tra đâu. Nhật, nhưng mà Nhật đang cao hơn em. Không, nhìn này nhưng mà thôi, em gần hơn thì nó cảm giác nó thế thôi, nhưng mà con kia nó cao hơn. Con kia nó cao hơn của em nhiều. Con này nhìn ở đây gần nó thế thôi. Con Nhật mãi anh kìa. Ừ, tiếp kia cơ mà. Các bạn ơi. Đó. Đấy, hết quận chỉ này các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, quận chỉ đây các bạn nha. Đó. Vẫn chưa phân thắng bại các bạn ạ. Đấy, em thấy đỉnh không? Chết không? Đấy, đỉnh không? Đỉnh, khá là đỉnh các bạn nhá. Đấy. Đây các bạn này. Đã vẫn đang tra thêm dây các bạn nhá, xem con nào dũng trước các bạn này. Đấy. À, đây các bạn này. Mắt đâu mày bị ngu. Đây các bạn này. Còn là diều mập ở Nhật nhá, Nhật đang lên khá cao. Khung này chết tao rồi. Mắt đâu mày mù à. Sơn. Đó. Một con đảo, con giờ tao dưới, giờ tao to hơn mày, giờ tao trên kia bé tí, giờ mày trên kia mà. Giờ tao to hơn mà. Ở bên dưới giờ tao to hơn mà. Ôi cha đi thôi nhá, để xem con nào dụng trước các bạn nhá. Mình sẽ hỏi người ngoài nhá các bạn ơi. Em lửa có chỉ bò không? Tao hết chỉ rồi. Bạn ơi, hai em xem một thế này tra đủ chưa? Chưa anh ơi. Vẫn chưa đủ. Vâng. Tra tiếp. Không có dây. Thế thì hỏi em tra đủ chưa? Ôi, cũng thế thôi nhá bạn nhá. Hai người như này cũng là khá là cao các bạn ạ. Nếu mà tra nữa thì hết còn chỉ có mình mất. Thì bạn ơi, bây giờ mình sẽ hỏi bất kỳ một em nào nhá. Xem mà trong hai em hai anh này các bạn. Thế cho xuống xe nào, xuống xe cho anh hỏi nào. Quả diều kia sao? Đây các bạn ơi. Còn hai người bạn nhá.
Ừ thì em ơi, ra đây. Cho anh em ơi, cho anh hỏi là hai con diều của anh Thi với của anh Nhật này thì là con diều của ai cao nhất nào? Thi đứng sang bên này nào. Em vẫn đang đợi dây mà. Nào đứng sang bên này. Đây. Xem có ai được giành chiến thắng nha, em phân biệt được không? Đâu? Nào. Anh Nhật ạ. Đâu? Cái này của anh Nhật cao hơn. Mình sẽ hỏi thêm một người nữa nha bạn ạ. Em trai này bảo của ai? Của anh Nhật nha bạn ạ. Đây là một em trai của anh Nhật. Đó. Đi ra mình sẽ hỏi em trai lớn hơn. Đây nha. Để từ từ. Đây, mình sẽ hỏi Quang Tuấn. Quang Tuấn. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đây vào đây. Và một đã dành cho Quang Nhật chưa nhá. Nhật Còi các bạn ạ. Đây Nhật Còi đã giành được một vé vào vòng trong. Đây diều của em Nhật cũng khá là cao đây, tôi chỉ đây các bạn ạ. Nên không nhìn thấy gì đâu mà đây các bạn ơi. Anh chỉ đây. Đây tôi chỉ đây. Đấy tí đằng kia cơ, xa lắm mà đây. Nói chung là xa nhưng con này nó gần hơn các bạn ạ. Con này của Thi nó gần. Đấy cho anh hỏi. Ra đây. Được đây. Đây đứng đây, bé đứng đây. Nào đứng đây nhá. Đây là một dành cho Nhật Còi. Đấy, bé hơn Tuấn. Bây giờ cho anh hỏi nhá. Diều của Nhật, mỹ của Thi của ai cao hơn? Thì em thấy con Nhật cao. Ôi đứt mẹ. Ôi con cái đứt dây rồi. Vừa nói xong con. Qua đây. Con của Thi đứt dây qua đây. Cậu nghĩ nào khi gần đến Nhật Nhật dài nhất rồi. Qua đây. Qua Nhật. Nhật dài nhất các bạn nhá. Con kia đứt dây qua đây. Con em đố đêm này. Con này được giành giải nhất nha. Đấy thì bạn ơi, em Nhật Còi đã giành được giải nhất nha. Nhưng cho anh hỏi nha. Và mấy em này khi Nhật Còi được giành giải nhất là mấy em có ý kiến gì không? Không, không. À em trai này có bạn nha. Nào em trai xem em có ý kiến gì nào. À, em này rất chi cay các bạn nha. Thế thì bạn ơi, thì sẽ lần sau cố gắng các bạn nha. Thì bây giờ nha, mình sẽ tặng cho em Nhật Quầy chiếc sáo các bạn nha. Đó. Nói chung là xấu nhưng mà ý nghĩa các bạn nha. Thì video mình cũng kết thúc rồi. Mọi người xem thấy hay nhớ like đăng ký của mình nha. Thôi chào tạm biệt các bạn ạ. Bye. Bye.